Xin chào mọi người, quay trở lại với cả livestream hàng tuần của nhà thuốc Đỗ Minh Đường. Tôi là bác sĩ Lâm Anh, hiện đang công tác tại phòng khám nhà thuốc Nam Gia Truyền Đỗ Minh Đường, cơ sở Hà Nội. Và hôm nay rất vui được quay trở lại với cả mọi người. Ở tuần trước thì bác sĩ có chia sẻ về căn bệnh đó là mẩn ngứa dị ứng sau do thời tiết quá lạnh. Thì ngày hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ thêm về một cái chủ đề mà rất là nhiều người đang gặp phải hiện nay. Đó là bệnh đau nhức xương khớp sau Tết. Và gần như là sau những khoảng thời gian nghỉ Tết thì bác sĩ tiếp nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến cái việc là đau nhức các cơ khớp này, hay là các bệnh nhân đến thăm khám tại nhà thuốc rất là nhiều. Vậy thì lý do, nguyên nhân tại sao mà trong cái dịp Tết và sau Tết thì các cơ khớp của chúng ta lại đau nhiều hơn? Thì ngày hôm nay bác sĩ sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Và cũng sẽ chia sẻ thêm một số cái phương pháp để giúp chúng ta giảm được cái hiện tượng đau nhức mỏi cơ xương khớp. Và trong buổi livestream ngày hôm nay, các bạn có những câu hỏi nào liên quan đến các bệnh lý liên quan đến cơ xương khớp thì có thể để lại trực tiếp tại phần comment trong bài live, hoặc các bạn cũng có thể nhắn tin trực tiếp tại fanpage của nhà thuốc Đỗ Minh Đường, hoặc là liên hệ đến số hotline của nhà thuốc là 0963 302 349. Các bác sĩ và lương y sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn nhé. Xin chào bạn Minh Tâm. Chào bạn Hán Lương nhé. Hôm nay các bạn sẽ thấy là giọng bác sĩ hơi khàn tiếng một chút. Và đôi khi là trong buổi livestream ngày hôm nay có thể là bác sĩ cũng sẽ hơi ho. Và cũng phải chia sẻ thật là bác sĩ cũng là một trong những bệnh nhân đã từng là F0 và cũng đã khỏi được 2 tuần nay rồi. Nhưng mà vẫn còn cái di chứng để lại là ho. Và hiện nay thì vẫn đang sử dụng thêm những cái thuốc bồi bổ sức khỏe do chính của nhà thuốc Đỗ Minh Đường làm ra đấy. Chào bạn Ngọc Anh nhé. Chào bạn Phạm Nam. Cảm ơn bạn đã dành lời khai cho bác sĩ. Chào bạn Phương Nhâm. Cảm ơn bạn Hoàng Dân nhé. Bác sĩ cũng thấy là mọi người vào tương đối là đông rồi. Thì ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ chia sẻ về cái nguyên nhân đầu tiên, về cái hiện tượng là đau nhức xương khớp của mình như thế nào nhé. Thì qua quá trình thăm khám cũng như là gặp được rất nhiều câu hỏi của các bệnh nhân gửi đến tại nhà thuốc, thì bác sĩ tổng hợp được 4 cái nguyên nhân chính mà dẫn đến cái tình trạng đau nhức xương khớp của chúng ta. Đầu nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó chính là do cái yếu tố thời tiết. Nếu như mà các bạn ở ngoài Bắc giống như bác sĩ thì cũng biết là thời tiết ở trước Tết này nắng ấm và thời tiết rất là đẹp và ôn hòa. Đó, tuy nhiên sau Tết thì hoặc vẫn đúng vào dịp Tết thì chúng ta thấy là thời tiết trở mùa ngay. Thứ nhất là mưa rải rác này, độ ẩm giảm thấp này, rồi khô hanh này. Và chính vì cái thời tiết thay đổi liên tục như vậy sẽ khiến cho là cái cơ thể của chúng ta khó có thể đáp ứng được ngay. Và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hệ thống cơ xương khớp. Và hơn nữa, khi mà thời tiết thay đổi liên tục sẽ khiến cho sức đề kháng của chúng ta bị suy giảm đi. Nhiệt độ hạ thấp cũng làm tăng cái độ ẩm cao hơn, khiến cơ này, gân này sẽ bị co rút lại. Bề mặt sụn nó sẽ giảm cái độ trơn lãng và dẫn đến cái tình trạng là khô cứng khớp, đau nhức khớp, và làm cho là cơ thể chúng ta khó có thể thích nghi được. Và đặc biệt nếu mà chúng ta để ý thì đối với những người lớn tuổi, các bác lớn tuổi đấy ạ, thì vào mùa lạnh, giá rét hoặc mùa đông thì cái cơ khớp sẽ đau tăng hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Đó là cái nguyên nhân đầu tiên mà khiến cho cơ khớp chúng ta, đó chính là cái yếu tố thời tiết. Đấy, nên là vào mùa đông mà chúng ta phải thật sự lưu ý là gì? Khi mà thời tiết gió rét lạnh nhiều thì phải giữ ấm cho cơ thể.
Đấy, đặc biệt là phải có cái đi tắt này. Và đừng để cái bàn chân của mình tiếp xúc trực tiếp với cả mặt đất nhé. Và nguyên nhân thứ hai khiến cho cái cơ khớp chúng ta đau tăng, đó chính là do tăng cân. Đấy, các bạn cũng sẽ để ý sẽ thấy là gì, dịp Tết thì gần như là có món ăn chủ yếu sẽ là thịt nhiều hơn đúng không ạ? Đồ thịt nhiều hơn này, rồi chiên xào nhiều dầu mỡ hơn này, và thực phẩm nó cũng có nhiều calo đó. Và chính cái yếu tố tăng cân này sẽ là cái yếu tố làm cho là cái cơ khớp chúng ta giảm cái khả năng để nâng đỡ được. Và hầu hết nhé, ai cũng có thể là bị tăng cân sau Tết, hầu hết. Và chính bác sĩ cũng vậy, bác sĩ cũng là cũng tăng cân sau Tết. Và hậu quả là gì? Khi mà chúng ta tăng cân như vậy thì hệ thống cơ xương khớp sẽ phải là tăng, sẽ phải tăng thêm cái trọng lượng. Điều này nó sẽ tăng cái áp lực lên cơ khớp của chúng ta, nhất là cái hệ thống của cột sống thắt lưng này, khớp háng này và khớp gối này. Và khi mà sủn nó bị bào mòn, nó sẽ kéo theo cái phần sủn cũng sẽ bị tổn thương theo nhé. Và thực tế là gì? Thức ăn nhiều dầu mỡ này, thấy nhiều chất béo này, ăn thịt nhiều này, thiếu chất xơ, vì mình sẽ ăn ít rau xanh mà. Và khi mà chúng ta và khi mà chúng ta ăn uống thiếu khoa học như vậy, nó sẽ là cái nguyên nhân gây ra những cái bệnh lý liên quan. Và trong đó có cả cái bệnh cơ xương khớp nó sẽ bị gia tăng nhé. Vâng. Vâng, chào bạn Tâm Đan nhé. Bác sĩ sẽ inbox tư vấn cho bạn Tâm Đan nhé. Bạn có câu hỏi nào có thể nhắn tin trực tiếp tại fanpage của bác sĩ luôn. Chào bạn Ánh Lê đang xem. Đó, đấy là hai cái nguyên nhân mà bác sĩ đã chia sẻ cho các bạn rồi. Và một nguyên nhân thứ ba, mà nguyên nhân mà bác sĩ nghĩ là hầu hết chúng ta gần như đều gặp phải, đó, đó chính là gì? Tăng cân. Và tăng cân rồi này, thì rồi là thời tiết thay đổi rồi này, thì cái nguyên nhân thứ ba này nó chính là cái việc của chúng ta lười vận động. Đấy, lười vận động thì chắc chắn là hầu hết tất cả mọi người rồi. Và không, và bác sĩ cũng vậy, bác sĩ cũng không ngoại lệ. Đấy, vì sao? 10 ngày nghỉ Tết thì gần như là sáng thì chúng ta ngủ muộn hơn một chút này. Rồi là trưa thì bắt đầu là cố bàn này. Rồi là ăn uống này, nhậu nhẹt này. Đấy, diều chúc mừng năm mới mà. Đấy, gần như là ăn uống không được cái điều độ như mà trước, như là trước khi Tết. Và... và hậu quả là gì nhỉ? Chúng ta cứ nghĩ là như vậy là sướng nhưng mà không đâu ạ. Khi mà chúng ta ăn gọi là lười vận động như thế thì gần như cơ thể chúng ta đang phải đối mặt với cái việc là suy giảm cái sức khỏe. Đó, suy giảm sức khỏe là do đâu? Vì khi mà chúng ta ít vận động thì cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu là cơ khớp nó uể oải hơn. Đấy, cơ và gân sau một thời gian không được hoạt động nó sẽ bị co cứng lại. Và đến khi mà chúng ta vận động cách đột ngột, các cơ khớp sẽ bị nhức mỏi này, gọi là lâu ngày không hoạt động mà, nó sẽ bị cứng này. Khi vận động quá nhiều hoặc là chúng ta ngồi làm việc một tư thế lâu thì bắt đầu là các cơ chúng ta nó sẽ mỏi đi, nó sẽ mỏi hơn so với bình thường. Bên cạnh đó này, khi mà chúng ta ít vận động, khí huyết máu nó sẽ không có lưu thông, khiến cho các sủn khớp không được nuôi dưỡng kịp thời. Đấy, khi mà chúng ta vận động đột ngột nó sẽ gây tổn thương cho sủn và xương ở dưới sủn, gây cho cái tình trạng đau nhức cơ xương khớp sẽ được sẽ tăng lên nhé. Đó. Và nguyên nhân thứ tư, nguyên nhân thứ tư là hay gặp ở những các bạn hoặc là những các anh chị làm trong công việc văn phòng, đó chính là ngồi sai tư thế. Ngồi sai tư thế là như thế nào? Thứ nhất này, khi mà chúng ta sau một quãng thời gian nghỉ ngơi dài thì tinh thần để bắt đầu công việc mới có thể nó sẽ hơi uể oải một chút, hay là công việc chúng ta phải sử dụng máy tính nhiều, phải gõ bàn phím nhiều.
Đấy, đôi khi là chúng ta sẽ cảm giác là chưa quen. Đấy, tư thế ngồi làm việc sẽ không được chuẩn như như ban đầu nữa. Ngồi không được thẳng lưng, không được đúng tư thế. Đấy. Và có thể là khi mà chúng ta ngồi ấy, cơ thể của chúng ta chúi ra phía trước nhiều hoặc là chúng ta nghiêng ra phía sau nhiều quá thì nó sẽ tăng áp lực ở cái cột sống. Và cột sống nó bị tì đè, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đau nhức ở cái cột sống thắt lưng và đau nhức trực tiếp ở cái cột sống cổ, và nó sẽ làm cho cái quá trình thoái hóa các khớp nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Đấy, và việc mà chúng ta những anh chị mà làm việc trong văn phòng ấy phải đánh máy gõ máy nhiều thì nó sẽ khiến cho các cơ và các khớp nó sẽ bị căng cứng lại. Lâu ngày thì bắt đầu sẽ dẫn đến cái tình trạng là thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa cột sống thắt lưng, đấy hội chứng đau mỏi cổ vai gáy. Nên là chúng ta cũng phải để ý vấn đề là tư thế làm việc nhé. Đấy, trên là bốn cái nguyên nhân mà bác sĩ đã chia sẻ cho mọi người lý do tại sao mà sau kỳ nghỉ Tết thì chúng ta lại đau tăng về cái cơ xương khớp nhiều hơn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta giảm được cái tình trạng đau nhức cơ xương khớp? Thì bây giờ bác sĩ sẽ chia sẻ với mọi người một số cái phương pháp để chúng ta là giảm các tình trạng đau nhức sau Tết nhé. Và các bạn ngày hôm nay có thể để lại câu hỏi trực tiếp tại buổi livestream của bác sĩ, hoặc là nếu các bạn ngại thì có thể là nhắn tin trực tiếp tại fanpage của nhà thuốc Đỗ Minh Đường, hoặc là liên hệ trực tiếp đến số hotline của nhà thuốc là 0963 302 349. Cũng có thể đến thăm khám trực tiếp tại phòng khám của nhà thuốc nhé. Nhà thuốc thì có hai cơ sở khám bệnh. Cơ sở Hà Nội là số 37A, ngõ 97 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh ở số 179 đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh. Không biết là mọi người có nghe rõ bác sĩ nói không nhỉ? Bác sĩ chưa nhận được câu hỏi nào của mọi người trong buổi live ngày hôm nay. Chào bạn Hằng nhé. Nhà thuốc vẫn hoạt động khám vào thứ bảy và chủ nhật. Thời gian khám thì sáng từ 8 đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Các bạn cũng có thể là để không phải chờ đợi lâu thì chúng ta có thể đặt lịch trước nhé. Đấy, đặt lịch trước thì các bác sĩ sẽ đăng ký lịch khám cho mình để được ưu tiên hơn. Và khi các bạn đến khám tại nhà thuốc thì rất yên tâm là nhà thuốc luôn thực hiện đúng 5K. Vâng, có câu hỏi của bạn Đỗ Vương, bị Covid có ảnh hưởng tới xương khớp hay không? Thật ra nhé, nếu mà các bạn bị nhiễm Covid nhưng ở cái mức độ nhẹ thì nó sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều, nhưng nó sẽ một phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe về cái chức năng của phế khí thôi. Đấy thì chính bác sĩ cũng là một trong những bệnh nhân đã từng là F0 rồi. Nhưng các bạn thấy đấy, khi mà chúng ta mà chăm sóc và giữ gìn được tốt thì cái sức khỏe sẽ lấy lại được rất là nhanh. Chào bạn Khánh Linh nhé. Bác sĩ ơi, bị Covid có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? Hôm nay mời bác sĩ livestream về chủ đề xương khớp, nhưng có vẻ thấy mọi người hỏi nhiều hơn về cái vấn đề Covid nhỉ. Có thể là buổi livestream lần sau bác sĩ cũng thấy chia sẻ thêm về cái di chứng hoặc là hậu di chứng của Covid để có một người cũng hiểu rõ hơn nhé. Còn bạn Khánh Linh thì bác sĩ sẽ inbox trả lời trực tiếp với bạn qua sau khi kết thúc buổi livestream ngày hôm nay nhé. Đấy. Khi mà ho nhiều hơn, như bác sĩ cũng làm cái di chứng của Covid đấy, nhưng đây là cái mức độ đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. Nhờ là mình có cái chế độ chăm sóc cũng như là nhà mình làm được thuốc mà, mình sử dụng trực tiếp thuốc của nhà thuốc luôn.
Chào bạn Đỗ Vương nhé. Em bị thoái hóa khớp. Thế thì bạn Vương ơi, bạn đang bị thoái hóa ở vị trí nào hoặc là triệu chứng ra sao thì bạn có thể là chia sẻ lại cho bác sĩ phải dựa theo cái mức độ tình trạng bệnh để có thể gia giảm cái liệu trình đơn thuốc phù hợp cho bạn nhé. Bạn Vương có thể inbox trực tiếp cho bác sĩ qua trang fanpage của nhà thuốc Đỗ Minh Đường nhé. Rồi, quay trở lại với cách làm thế nào để khắc phục cái tình trạng đau nhức cơ xương khớp. Thì trước tiên thì chúng ta cần phải cái đầu tiên nhé, cái quan trọng nhất đó chính là chúng ta phải thay đổi cái chế độ dinh dưỡng, đấy, chế độ ăn uống hàng ngày. Tại vì cái chế độ ăn uống nó đóng vai trò quan trọng trực tiếp đến cái việc điều trị đau nhức cơ xương khớp. Bởi này, những cái thành phần mà dinh dưỡng thực phẩm nó có vai trò duy trì cho khớp của mình nó có được bền chặt hay không. Và khi mà chúng ta đau nhức xương khớp thì chúng ta ăn uống gìn giữ nó cũng là một trong những cách để giảm đau, giảm viêm và ngăn ngừa cho cái tình trạng khớp nó không bị đau tăng lên và nó còn cải thiện cho tổng thể sức khỏe của chúng ta nữa. Vậy thì chúng ta nên bổ sung những cái thực phẩm như thế nào để tốt cho hệ thống xương khớp? Thứ nhất là những cái thực phẩm giàu vitamin D và vitamin E. Những thực phẩm này có ở đâu? Đó chính là các loại cá, đó là cá hồi này, cá ngừ này, hay là lòng đỏ trứng gà, hoặc là những cái thực phẩm hải sản như là tôm này, đấy, và những cái loại hải sản có vỏ cứng nhé. Tiếp theo là những cái thực phẩm giàu canxi. Những cái thực phẩm giàu canxi thì chúng ta sẽ có trong sữa này, đấy, sữa tươi này, sữa chua này, các loại hạt, các loại phô mai, rồi là những cái loại rau củ cỏ đấy. Và cái thực phẩm chứa nhiều protein. Chứa nhiều protein thì chúng ta có trứng này, có yến mạch này, đấy, hoặc là các loại rau như là bông cải xanh này. Tiếp theo thì chúng ta có thể bổ sung những cái thực phẩm chứa nhiều omega 3. Omega 3 chúng ta sẽ có trong là dầu gan của cá tuyết này, đấy, trứng cá muối này, hàu này, hay là những loại hạt, đặc biệt là hạt hạnh nhân, rất nhiều protein, rất nhiều gọi là axit béo có omega 3 nhé. Và một số cái thực phẩm để chống oxy hóa là những cái thực phẩm có cái tính chua một chút như là cà chua này, ớt chuông này, ớt chuông này, dâu tây này, việt quất này, hay là có loại cam quýt, nó sẽ có cái tác dụng chống oxy hóa cho cơ thể. Và chúng ta cũng phải lưu ý là chúng ta sẽ phải hạn chế ăn những cái thực phẩm ăn nhanh và những cái thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ đấy, và những cái thực phẩm gọi là chứa nhiều chất bảo quản, ví dụ như là đồ hộp chẳng hạn này đấy, và cố gắng là giảm muối và giảm ăn đường nhé, hạn chế các thực phẩm cay nóng luôn đấy. Cố gắng là chúng ta sẽ hạn chế những cái thực phẩm chứa chất béo không lành mạnh nhé. Rồi, ở đây thì bác sĩ cũng đã nhận được khá là nhiều câu hỏi của các bạn. Bạn bạn Phạm Vân có hỏi bác sĩ là mình bị đau khớp tay, khớp chân cần tư vấn. Chị Vân ơi, thế thì bác sĩ sẽ nhắn tin trực tiếp vào Facebook của chị Vân để xem là cái mức độ đau khớp tay và khớp chân của chị như thế nào. Từ đó có thể có những cái lời khuyên, có những cái hướng dẫn cụ thể nhất cho chị nhé. Chị có thể vào lại cái phần tin nhắn thì bác sĩ nhắn tin trực tiếp qua đấy ạ. Rồi, tiếp tục buổi live stream ngày hôm nay. Thì cách thứ hai đó là chúng ta sẽ duy trì cái thói quen vận động thể dục thể thao mỗi ngày. Đấy, khi mà chúng ta duy trì được cái thói quen luyện tập thể dục thể thao này, nó sẽ giúp cho là cái cơ khớp của chúng ta giảm được cái hiện tượng nhức mỏi. Đấy, và nó sẽ tăng cái khả năng duy trì cái vận động các cơ khớp, tăng cái sức bền của cái cơ bắp và giảm cái hiện tượng căng cơ và giảm cái hiện tượng là cứng khớp vào buổi sáng. Và việc mà chúng ta luyện tập thể dục thể thao nó còn giúp phòng ngừa các bệnh liên quan đến cơ xương khớp nữa.
Và ngoài ra thì sẽ giúp chúng ta tăng cái sự dẻo dai hơn này, rồi là tăng cái tính linh hoạt của trong khớp này. Đấy, đồng thời là nó sẽ giúp cho là các mô liên kết giữa các khớp mà sẽ mềm mại hơn, đấy, hoạt động một cách dễ dàng hơn. Đồng thời là chúng ta sẽ thư giãn được toàn bộ cơ thể, kích thích được cái việc tuần hoàn lưu thông máu và giảm được cái hiện tượng tê bì, giảm được cái giấc ngủ của chúng ta kém ấy. Đấy, khi chúng ta vận động hoạt động thì bao giờ luyện tập thể dục thể thao thì tối về cũng sẽ ngủ ngon hơn, đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên nhé, khi mà luyện tập thể dục thể thao thì các bạn cũng phải lưu ý lựa chọn những cái môn thể thao nó phù hợp với cả bệnh cơ xương khớp. Đấy, chúng ta sẽ không có vận động gọi là chọn những cái môn thể thao mà hoạt động quá nhiều, tốn quá nhiều cái năng lượng. Riêng về cái bệnh lý cơ xương khớp, đặc biệt là những người mà có cái tiền sử như là thoát vị đĩa đệm, hay là những người mà có phình đĩa đệm hoặc là hoại tử khớp háng, thì sẽ cần phải lựa chọn những môn thể thao nhẹ nhàng, ví dụ như là voga này hoặc là bơi lội này. Đấy, bơi lội nhá, nó rất là tốt cho những cái trường hợp bị thoát vị đĩa đệm hay là phình đĩa đệm đấy nhá. Đấy, và kèm theo đó thì có thể chọn những cái môn thể thao nhẹ nhàng như là chạy bộ này, đạp xe đạp này. Những bác lớn tuổi hoặc những anh chị lớn tuổi thì chúng ta có thể lựa chọn những cái môn tập như là tập dưỡng sinh. Đấy, chúng ta lựa chọn những cái môn thể thao phù hợp cho độ tuổi, phù hợp cho cái tình trạng bệnh, thì bao giờ cũng sẽ tăng được cái việc là duy trì được cái sức khỏe được bền bỉ hơn. Và cố gắng mỗi ngày chúng ta sẽ bỏ ra từ 30 cho đến là 45 phút để chúng ta vận động thể dục thể thao. Có thể là buổi sáng, cũng có thể là buổi chiều nhé. Và bên cạnh cái việc mà luyện tập thể dục thể thao thì chúng ta sẽ xen kẽ với cái việc là nghỉ ngơi hợp lý. Đấy, dành thời gian thư giãn trong ngày, cũng không nên là làm việc quá sức hay là ngồi một tư thế quá lâu. Đấy, trên đấy là hai cách mà chúng ta có thể giúp giảm cái hiện tượng đau nhức cơ xương khớp. Bác sĩ nhắc lại như là thứ nhất là gì? Chúng ta sẽ thay đổi chế độ ăn uống sinh hoạt. Đấy, thứ hai là chọn môn thể thao, vận động tập thể dục thể thao phù hợp. Đó, và một trong những cách để chúng ta giảm các cơn đau nhanh của khớp thì đó là sử dụng những cái phương pháp dân gian để cải thiện cái tình trạng đau nhức cơ xương khớp ngay tại nhà. Thì bác sĩ sẽ chia sẻ với các bạn một số cái phương pháp để chúng ta giảm đau nhức cơ xương khớp nhé. Bạn Phạm Năm, em bị dính khớp thì có thể tập môn thể thao nào tốt hả bác sĩ? Thật ra dính khớp thì chúng ta có thể là viêm quanh khớp vai hoặc là dính cột sống thắt lưng, thì chúng ta có thể sử dụng những cái môn thể thao nhẹ nhàng như là kéo xà đơn này, đấy, bơi lội một cách nhẹ nhàng này, hoặc là đạp xe đạp chân không này. Đấy, các bạn có thể lựa chọn những cái môn thể thao đấy nhé. Có câu hỏi của chỉ có cái Facebook là Bá Cẩm Tuấn. Tôi bị thoái hóa khớp gối, tảo gai mầm chày, hẹp khớp gối trái, tràn dịch khớp gối, có thuốc chữa không? Với cái tình trạng của chắc là chú Tuấn rồi, của chú Tuấn thì hiện tại bây giờ đang là cái biểu hiện của viêm khớp gối rồi, viêm khớp gối do thoái hóa nhé. Đấy, thế thì trường hợp này thì nhà thuốc sẽ khắc phục được, nhưng sẽ dựa theo cái mức độ đang viêm nặng nhẹ của chị như thế nào để ra giảm cái liệu trình thuốc nó phù hợp. Thì kết thúc buổi livestream này, bác sĩ sẽ nhắn tin trực tiếp cho chú Tuấn để đánh giá cái tình trạng, cái mức độ bệnh và có những cái lời khuyên hướng dẫn cho chú Tuấn một cách kỹ càng nhất nhé. Rồi, thế thì bây giờ bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mọi người về một số cái phương pháp giảm đau tại nhà. Đầu tiên là chúng ta có thể sử dụng ngải cứu. Ngải cứu là một cái dược liệu rất là dễ kiếm. Nó là cái nó là một cái vị thuốc nam nhé, một vị thuốc nam. Nó rất có cái hiệu quả trong vấn đề tăng cường cái ôn ấm, nó và bồi bổ cái khí huyết cho cơ thể. Thì chúng ta có thể lấy một nắm ngải cứu tươi đấy, và sao vàng cùng với cả muối hột. Đấy, chúng ta sao vàng nóng lên trong muối hột đấy, cùng với cả muối hột đấy. Và sẽ để một cái khăn mỏng
đặt lên cái vị trí khớp bị đau, chườm trực tiếp tại những cái vị trí khớp đau. Hoặc là đơn giản hơn thì chúng ta có thể là may một cái túi như kiểu cái túi ba gang đấy, cho trực tiếp ngải cứu vào, cho ít muối hạt vào, cho vào lò vi sóng quay nóng tầm khoảng 3 phút. Khi mà nóng rồi thì chúng ta sẽ chườm lên cái vị trí mà khớp chúng ta bị đau. Chúng ta có thể thực hiện liên tục ngày 2 cho đến 3 lần. Và mỗi lần chúng ta chườm thì dao động của tầm khoảng là 20 cho đến 30 phút. Cứ khi mà chườm ấm rồi, nó nguội rồi thì chúng ta sẽ đưa ra làm nóng lại và chườm tiếp. Với cách này thì thứ nhất là nó dễ, đấy, dễ kiếm, dễ làm. Thứ hai là giảm đau tại chỗ rất là tốt. Và nó không có cái tác dụng phụ. Đấy, tuy nhiên là khi mà chúng ta chườm thì cũng phải để ý nhiệt độ nhé. Đừng có chườm nóng quá, tránh trường hợp nó bị bỏng rát ở trên da. Và thay thế cái việc là sử dụng ngải cứu thì chúng ta cũng có thể sử dụng lá lốt. Đấy, các bạn có thể tìm tầm khoảng là 200g, 200g lá lốt và rửa sạch đi để cho ráo nước. Và chúng ta sẽ cho lá lốt vào, giá nát này, giá nhuyễn vào. Sau đó thì sẽ sử dụng cái hỗn hợp mà chúng ta đã giá nhuyễn rồi, cho trực tiếp vào chảo và cho một ít muối hạt vào, làm nóng lên. Và chúng ta sẽ sử dụng cái nguyên liệu này để chườm vào những cái vị trí khớp bị đau. Có thể cho cái nguyên liệu này vào một cái túi nhỏ để chườm trực tiếp vào những cái vị trí khớp chúng ta bị đau. Chườm một tầm khoảng 20 đến 30 phút. Và ngày vẫn có thể là chườm 2 cho đến 3 lần. Và cứ chườm đến lúc từ lúc ấm cho đến lúc nguội rồi. Nguội thì chúng ta sẽ lại bắt đầu làm nóng lại và chườm lại nhé. Lá lốt với cả ngải cứu rất là dễ kiếm đúng không ạ? Cái này thì chúng ta kiếm ở đâu cũng có. Đó, đấy là những cái phương pháp để giảm đau trực tiếp ngay tại nhà luôn. Hoặc là đơn giản hơn nữa này, nếu như buổi tối mà, hoặc là buổi tối hay là đi đâu đó không tìm được cái nguyên liệu cũng như là không có cái bếp để nấu để làm, thì chúng ta cũng có thể là sử dụng nước giấm táo. Nước giấm táo, giấm tháo thì chúng ta hoàn toàn có thể mua được nhé. Ly ơi, tôi chỉ có nước rồi. Chúng ta có thể dùng cái nước giấm táo nhé. Các bạn sẽ trộn một muỗng cà phê nước giấm táo tươi chưa lọc với cả một muỗng cà phê mật ong nguyên chất, đổ thêm 200-300ml nước ấm, khuấy đều lên. Và chúng ta có thể uống lúc mà nước còn ấm, uống ngày 2 lần, sáng một lần, tối một lần rất là tốt nhé. Đấy, trên là những cái phương pháp để hỗ trợ giảm đau nhức cơ xương khớp ngay tại nhà. Các bạn cũng có thể áp dụng được cho những cái bệnh nhân đau khớp do thoái hóa, có gai hay là thoát vị đĩa đệm, và nó sẽ giúp cho là chúng ta hoạt động linh hoạt được hơn. Tuy nhiên này, bác sĩ cũng phải nhắc lại một lần nữa là đối với những người mà đau nhức cơ xương khớp lâu năm, hoặc là có những cái biến chứng về khớp rồi, ví dụ như là khớp háng, thoái hóa khớp háng mà đã có biến chứng viêm khớp háng, hoại tử khớp háng rồi, hay là phình thoát vị đĩa đệm đã có chèn ép trực tiếp vào dây thần kinh, thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng thuốc đặc trị. Tại vì những cái phương pháp giảm đau nó chỉ là hỗ trợ tại thời điểm đó thôi, mà chúng ta sẽ phải sử dụng những cái thuốc đặc trị thì mới mang lại hiệu quả được tốt nhất nhé. Bác sĩ, vâng, số điện thoại, câu hỏi của chị Nghiên này, bác sĩ tư vấn giúp tôi, thường đau cổ vai gáy khi trời là bắt đầu đau. Đấy, như bác sĩ con nói ấy ạ, thì khi mà thời tiết thay đổi đấy thì bắt đầu là các cơ khớp chúng ta nó sẽ bị co lại, gân cơ nó không có hoạt động, nó không linh hoạt được, và nó sẽ tăng cho mình cái hiện tượng đau nhiều hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải đánh giá xem là cái tình trạng đau cổ vai gáy này nó có tổn thương ở trong khớp hay không. Đấy, để cách để chẩn đoán có tổn thương trong khớp hay không thì chúng ta có thể đi chụp phim, có thể là chụp X quang, có thể là chụp MRI để chúng ta đánh giá được cái tổn thương ở bên trong khớp.
Và từ khi biết nguyên nhân rồi thì mới đưa ra cái phác đồ điều trị. Ví dụ như là chỉ đau khớp cấp thôi, đau cấp thôi, hoàn toàn có thể tự xoa bóp bấm huyệt thì nó sẽ giải cái cơ ra, sẽ giảm cái hiện tượng đau. Tuy nhiên mà đau mà nó có tổn thương rồi thì chúng ta phải tập trung điều trị với cái tổn thương đó mới giải quyết được cái gốc, mới ngăn chặn được cái tình trạng là khớp của mình không bị gọi là những cái biến chứng cũng như là không bị chèn vào những cái cơ nhé. Thì với trường hợp của chị Nghiên thì sau buổi livestream này bác sĩ sẽ nhắn tin trực tiếp cho chị để xem là cái mức độ đau của chị như thế nào, có biểu hiện ra sao và đưa ra cái lời khuyên cụ thể ở chị Nghiên nhé. Rồi, thế thì bây giờ đối với những cái trường hợp mà đau khớp lâu năm, đau mãn tính rồi thì chúng ta sẽ phải tìm một những cái phương pháp điều trị để dứt điểm, để cái tình trạng bệnh nó không kéo dài và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như là cái hệ thống miễn dịch. Thì hiện nay thì nhà thuốc Đỗ Minh Đường đang có bài thuốc nam gia truyền của nhà thuốc Đỗ Minh Đường được xây dựng hơn 150 năm rồi, và bài thuốc này sẽ được gia giảm vào cái thể trạng của từng người. Đấy, mức độ ra sao thì bác sĩ sẽ đánh giá và có những cái phác đồ phù hợp cho từng mỗi một bệnh nhân. Thì bài thuốc của nhà thuốc Đỗ Minh Đường thì đấy là bài là những cái vị thuốc nam do nhà thuốc là có phần dược liệu này, từ trồng này, tù thu hái này, và tất cả các vị thuốc trước khi sắc và nấu đều được kiểm định cái hoạt chất của thuốc và cái tính an toàn của thuốc, nên là cái bài thuốc này sẽ sử dụng được cho cả những người lớn tuổi, sử dụng được cho cả những phụ nữ mang thai mà đau khớp, hay là những khớp thiếu niên, hay là những trường hợp mà phụ nữ đang cho con bú nhé. Với nhà thuốc Đỗ Minh Đường thì hiện tại điều trị về bệnh lý cơ xương khớp sẽ là tác động trực tiếp vào cái vào chức năng của tàng can và tàng cân. Đấy, và cơ chế là gì? Nó sẽ giúp là hành khí này, hoạt huyết này để giảm đau nhức, đau mỏi các cơ khớp, phục hồi những cái tổn thương khớp để tái tạo lại cái sụn khớp, tăng sinh cái dịch nhầy cho khớp. Đấy, và bài thuốc này nó tác động vào tàng can, tàng cân để làm gì? Tại vì theo y học cổ truyền, tàng thần nó chủ về cốt tủy, chủ về sinh dục tiết niệu, nên phải tập trung trực tiếp vào cái tàng thần này. Chứ thần ở đây không phải là hai quả thần của Tây y nhé. Thứ hai, tàng can là nó chủ về gân cơ, cân mạc. Vậy thì muốn chất lượng xương của chúng ta có chắc, có khỏe, có bền hay không thì chúng ta sẽ phải phục hồi trực tiếp vào chức năng tàng can và tàng thần này. Đấy, khi mà chức năng tàng can và thần được phục hồi được tốt rồi, nó sẽ ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp, làm trẻ hóa các tế bào và ngăn chặn những cái biến chứng của khớp để lại. Và tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường thì có hỗ trợ sắc và nấu thuốc thành cái dạng cao cô đặc rồi, nên là cũng rất là tiện lợi trong vấn đề các bạn sử dụng thuốc, có thể mang đi công tác này đấy, hoặc là mang đến cơ quan này, mà chúng ta sẽ không mất cái thời gian để sắc vào cô cao nữa nhé. Và ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng cái thuốc uống để điều trị vào cái nguyên nhân thì hiện tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường cũng áp dụng một số cái phương pháp, đó là vật lý trị liệu đấy, xoa bóp bấm huyệt để tác động trực tiếp vào cái vị trí đang đau để giải cái cơ ra đấy, và giúp chúng ta dễ dàng khi mà chúng ta kết hợp được cả cái phương pháp là châm cứu bấm huyệt này đấy, kết hợp với cả thuốc này, thì ngay từ những cái tuần đầu tiên mà chúng ta uống cũng như là bấm huyệt nó đã có tác dụng để giảm tất cả các triệu chứng rồi, đã giảm nhức, giảm mỏi để chúng ta có thể hoạt động một cách linh hoạt và đi làm cách dễ dàng hơn rồi. Đấy, trên đây là cái chia sẻ của bác sĩ về cái tình trạng đau nhức cơ xương khớp cũng như là những cái cách để chúng ta khắc phục cái tình trạng đau nhức cơ khớp. Vậy thì các bạn có những câu hỏi nào nữa thì có thể liên hệ trực tiếp đến nhà thuốc Đỗ Minh Đường nhé. Buổi livestream cũng cũng chưa phải là hài dài hẳn, nhưng hiện tại thì nhà thuốc cũng đang có bệnh nhân chờ khám tương đối là đông. Thì bác sĩ xin phép kết thúc buổi livestream ngày hôm nay và sẽ gặp các bạn trò chuyện vào buổi livestream lần sau. Và bác sĩ nhắc lại một chút, nếu các bạn có những cái câu hỏi nào cần tư vấn thêm thì có thể liên hệ đến trực tiếp nhà thuốc Đỗ Minh Đường theo số hotline của nhà thuốc là 0963 302 349. Cũng có thể đến thăm khám trực tiếp tại nhà thuốc cơ sở Hà Nội là số 37A, ngõ
ngõ 97 Văn Cao, phường Liễu Gia, quận Ba Đình, Hà Nội. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh là số 179 đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh. Chị Võ Hiền, tôi bị đau cổ vai gáy và đau hai bên bả vai, xin tư vấn. Vâng, chị Hiền ơi, thì bác sĩ sẽ nhắn tin trực tiếp cho chị để tư vấn cụ thể nhé. Dạ vâng, số điện thoại của cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đúng ạ. Cơ sở Hồ Chí Minh thì bạn Vương có thể liên hệ đến số 0938 449 768. Bác sĩ nhắc lại 0938 449 768. Đấy là số điện thoại tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Rồi, kết thúc buổi livestream thì bác sĩ sẽ trả lời hết những câu hỏi các bạn để lại trong livestream ngày hôm nay. Còn bây giờ bác sĩ xin phép để đi thăm khám cho các bệnh nhân đang chờ khám tại nhà thuốc nhé. Chào tạm biệt các bạn.